Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 75, sách giáo khoa toán lớp 5, bài giải toán về tỷ số phần trăm Bài tập 2 đề bài yêu cầu các con tính tỷ số phần trăm của hai số theo mẫu Đề bài đã cho chúng ta câu A là ví dụ mẫu Câu A, tính tỷ số phần trăm của hai số 19 và 30 Trước hết, đề bài tìm thương của hai số 19 và 30. 19 chia cho 30. Thương của 19 chia cho 30 là một số thập phân vô tận có dạng 0,63333 vân vân. Chính vì vậy, đề bài cho chúng ta một chú ý. Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số. Đề bài lấy đến 4 chữ số và được kết quả bằng 0,6333. Ta nhân thương này với 100 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Như vậy, chúng ta đã tính được tỉ số phần trăm của hai số. Tỷ số phần trăm của 19 và 30 bằng 63,33%. Tương tự với các câu B và C, chúng ta cũng thực hiện như vậy tìm thương hai số đó, sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Câu B. Tính tỷ số phần trăm của hai số 45 và 61. Cô tìm thương của 45 chia cho 61. Đặt tính ra nháp, ta có 45 chia cho 61. 45 chia cho 61 được không? 0 nhân 61 bằng 0. 45 trừ 0 bằng 45. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô có 450 chia cho 61. Được 7. 7 x 61 bằng 427 450 trừ 427 bằng 23 Tiếp tục viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư mới Cô có 230 chia cho 61 được 3 3 x 61 bằng 183 230 trừ 183 bằng 47 Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư 47 cô có 470 chia cho 61 được 7. 7 x 61 bằng 427. 470 trừ 427 bằng 43. Tiếp tục viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư mới. Cô có 430 chia cho 61 được 7. 7 x 61 bằng 427. 430 trừ 427 bằng 3. Đến đây chúng ta dừng lại vì phần thập phân của thương có nhiều chữ số nên ta chỉ lấy đến 4 chữ số. Cô được kết quả bằng 0, 7377. Đằng sau có nhiều chữ số, ta biểu thị bằng dấu ba chấm. Sau khi tìm được thương của hai số đó, cô nhân thương tìm được với 100. Nhân số thập phân 0, 7.377. Với 100, cô chỉ việc chuyển dấu phẩy của số thập phân này sang bên phải hai chữ số. Như vậy, cô sẽ được kết quả bằng 73,77. Cô viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Như vậy cô đã tìm được tỷ số phần trăm của hai số 45 và 61 chính bằng 73,77%. Câu C Tính tỷ số phần trăm của hai số 1,2 và 26 Cô lấy 1,2 chia cho 26 Đặt tính ra nháp Ta có 1,2 chia cho 26 Cô lấy phần nguyên của số bị chia Chia cho số chia 1 chia cho 26 được 0 0 x 26 bằng 0 1 chữ 0 bằng 1. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô có 12 chia cho 26. Được không? 0. 0 x 26 bằng 0, 12 chữ 0 bằng 12. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư, cô có 120 chia cho 26, được 4.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư 4. Cô có 40 chia cho 26, được 1. 1 x 26 bằng 26. 40 trừ 26 bằng 14. Đến đây chúng ta dừng lại. Như vậy, cô được kết quả bằng 0, 0, 461. Và có thể còn chia được nữa, nên chúng ta ghi 3 chấm cô nhân thương tìm được với 100. Vì vậy cô chuyển dấu phẩy của số thập phân 0,0461 sang bên phải hai chữ số và được kết quả bằng 4,61. Chúng ta viết thêm ký hiệu phần trăm. Như vậy là ta đã tính được tỉ số phần trăm của số 1,2 và 26 bằng 4,61%. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 75, sách giáo khoa toán lớp 5 bài giải toán về tỷ số phần trăm. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.